Chào anh chị các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn anh chị các bạn cách mà mình upload cái website mình đã làm ở dưới Localhost. Ví dụ website đây, website mình làm xong rồi, website này, website Localhost, một tin tức của tôi nè. Website này tôi làm xong rồi, giờ mình muốn đưa lên chạy thiệt trên mạng, đưa mạng chạy thiệt thì có hai video, ba video trước là mình đã hướng dẫn rồi ở trên cái kênh YouTube của mình á. Anh chị vô để mình xem cái cách mà đăng ký cái tên miền miễn phí và hosting miễn phí và cấu hình để cho tên miền hosting nó kết nối với nhau để nó chạy được trên net. Mình xem lại hai video đó rồi mình tiến hành mình xem tiếp cái video này rồi để mình đưa cái website chạy ở dưới máy tính của mình và chạy trên Localhost đó, chạy dưới đằng sau mình nè đó, để đưa lên chạy thiệt như thế nào. Rồi thì bây giờ đầu tiên là mình đăng nhập vào cái hosting của mình, vừa mua mua đỡ mình đăng ký cái hosting free ở trên cái hostinger.vn. Mình đang sẽ đăng nhập vô. Thì sau khi đăng nhập vô thì bây giờ đăng nhập vô mình sẽ vô bằng hosting, vô hosting của mình hôm bữa tạo hay cái hostname nè. Vô đúng cái host domain của mình, domain name của mình là 146.tk. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái hosting trước, test thử này nó có đây, nó có test thử bằng cách là tự động cài đặt nè. Này là test thử thôi chứ chưa có rồi vấn đề up lên hay. Sau khi mình đăng ký xong mình sẽ kiểm tra thử cái host của mình có chạy được ok hay chưa. Được chưa, thì bây giờ mình coi có cái phiên bản Red cũ được xóa đi. Tôi xóa cái cũ của tôi sẽ làm lại cái mới cho anh chị xem cho dễ nha. Rồi giờ sẽ cài thêm một cái nữa vô. Rồi sau khi mình xóa đây mình không thấy gì hết ha. Cái kia nãy tôi cài thử thôi, bây giờ tôi xóa tôi sẽ làm lại là mình sẽ cài thử cái gói Red 4.6 đi, bấm vô cài thử cái gói này, mình test thử nó tên này là mình cài những cái gói mà có sẵn trên hot, tự động cài những gói có sẵn trên hot. Nhiều đây nó có một Red cài thử tất cả mọi thứ mình để như cỡ rồi, một Red tên như cũ, cái thư để sai như là test hosting, rồi test hosting chẳng hạn, rồi xong cài đặt. Dường như bạn thiếu điều gì đây, thiếu nè pin password nè, thấy chưa, mình bấm mình còn thiếu nè, thiếu mà pin password của admin username hay mình có lại thanh điện đi, admin password mình sẽ load. Rồi ok cài đặt, mình thiếu nha, mình thiếu mình phải cài lại liền đó. Bây giờ đang cài thế rồi, đang thành công vô lòng thử tại sao tốt cấp năm này lại coi cái năm mấy ha. Rồi mình thấy mình đang cài đúng không, bây giờ mình chạy thử website, qua đây mình chạy thử website học progress 246.tk. Rồi cách nói vô lên website không nè. Rồi sau khi mình chạy cái website lên thì ràng vậy là đúng rồi, là cái hosting với domain mình ok rồi đó, chạy đúng rồi đó. Rồi giờ mình sẽ tiến hành là mình up cái này lên. Cái này mình kiểm tra thôi, nếu mình không cần, nếu mình chắc cú mình không cần kiểm tra thì không cần cài cái này lên, không cần cài cái phiên bản mà có sẵn trên nó lên, không cần cài. Bây giờ mình tiến hành mình shop, mình shop bấm nút shop nè, có shop luôn. Này là mình đang thử test thử có tin free cho nên mình sẽ làm cái ba lần bước cho bước nó test thử, khi mà mới đăng ký có tin free mình nên làm bước này để mình test thử. Còn dù mà mình không cần test thử, mình không có muốn mà kiểm tra thử thì cái này mình bỏ qua, mình sẽ bắt đầu vào cái bước tiếp theo. Bước tiếp theo là cái bước để mà đưa cái web này lên. Đó, bước tiếp theo đưa web lên. Cái này là test thử ha. Rồi mình kết thúc cái video test thử đây đi, test xong mình xóa rồi, kết thúc ở đây đi.
sẽ cho qua một cái video mới về vấn đề upload cái website dưới local host lên trên hosting fee của mình vừa mới đăng ký.